Quá Lan Quang Minh xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn, đây là một dòng barat. Hoa của nó cũng to, màu sắc đẹp. Cái bông hoa này đã được lên màu rồi, khi mà nó mới nở thì cái màu nó không có được tím như vậy, nó lợt hơn. Cái lưỡi nó màu kem kem và nở được vài ngày thì nó mới lên được một cái màu như thế này. Tên của nó là một dòng lai, nó là Radmaica lai với Celulu. Giờ rát này được em ghép gỗ vú sữa. Trong dòng bờ rát thì đây cũng là một mặt hoa rất đáng để sưu tầm. Và giá trị của giò bờ rát này là 250.000 đồng.